quý vị và các bạn thân mến, Thu Quyên rất vui được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong bản tin của Lê Cần News ngày hôm nay. Những tin tức mới nhất chúng tôi vừa cập nhật sẽ được gửi đến quý vị ngay sau đây. Người Trung Quốc hoang mang khi trên đường phun trào chất lỏng nâu sệt kỳ lạ. Theo thông tin chủ nhân đoạn clip cho hay, vụ việc xảy ra vào ngày 28 tháng 10 và anh đã vô tình chứng kiến khi đang đi bộ trên con đường trung tâm thuộc thành phố Nam Kinh, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Đoạn video do người này quay lại sau khi đăng tải lên mạng xã hội đã thu hút rất nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng trong nước lẫn quốc tế. Ai nấy cũng tò mò, không biết chất lỏng màu nâu, sền sệt đang phun trào từ dưới cống lên trên mặt đường là gì. Nhưng nhìn nó có kết cấu lạ kỳ, cộng thêm số lượng quá nhiều tràn ra hết gần cả đoạn đường thì ai nấy đều hoang mang và hiếu kỳ. Không chỉ người xem thông qua video mà những người đi trên đường vào thời điểm ấy cũng không dám đi qua mà dừng lại quan sát, tìm hiểu xem thứ chất lỏng không rõ lai lịch này thật ra là thứ gì. Tuy nhiên sau đó, để tránh gây hoang mang dư luận, cảnh sát địa phương đã lập tức bắt tay điều tra và cuối cùng cho ra kết quả rằng thứ chất lỏng trên thực chất chỉ là bọt từ một công trình xây dựng dưới lòng đất. Hậu quả sẽ được sớm khắc phục để người dân yên tâm quay trở lại lưu thông trên con đường. Ông bố Hà Nội bị cảnh sát giao thông xử phạt vì uống rượu từ trưa tối lái xe đi đón con. Đêm ngày 1 tháng 11, tổ công tác đội cảnh sát giao thông đường bộ số 6, phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hà Nội ra quân xử lý tài xế vi phạm nồng độ cồn trên tuyến đường Nguyễn Cơ Thạch, Hàm Nghi, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Lúc 20 giờ, cảnh sát dừng ô tô nhãn hiệu Honda CR-V do một người đàn ông điều khiển. Qua kiểm tra phát hiện, nam tài xế có nồng độ cồn ở mức 0,175mg trên lít khí thở. Tài xế là anh Nguyễn Thành Công, 39 tuổi, ở Hà Nội. Anh Công thừa nhận có uống rượu từ trưa cùng ngày. Buổi tối anh vội đón con gái tan học trở về nên đã điều khiển ô tô và vi phạm nồng độ cồn. Tổ công tác cho biết với vi phạm kể trên, tài xế sẽ bị xử phạt 7 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 11 tháng và tạm giữ phương tiện 7 ngày làm việc. Sau khi bị tạm giữ phương tiện, anh Công cho biết sẽ dắt con gái đi bộ về nhà vì nhà anh chỉ cách chốt cảnh sát giao thông làm việc vài trăm mét. Khoảng 20 phút sau, tổ công tác tiếp tục dừng ô tô do anh Đào Đăng Minh, 32 tuổi, quê Hưng Yên điều khiển. Qua kiểm tra, cảnh sát phát hiện người này vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,0916mg trên lít khí thở. Tài xế cho biết bản thân vừa uống bia lúc tối và đang trên đường đi uống cà phê với bạn thì bị cảnh sát giao thông kiểm tra. Đại úy Nguyễn Tuấn Phong, tổ trưởng tổ công tác cho biết với vi phạm kể trên, tài xế Minh sẽ bị xử phạt 7 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 11 tháng và tạm giữ phương tiện 7 ngày làm việc. Trong quá trình di chuyển trên đường Giáp Nhất, một cô gái trẻ đã phóng xe máy nhanh nhưng quên không cài quai mũ bảo hiểm. Khi phanh gấp, cô gái đã ngã ra đường và tử vong tại chỗ. Tối ngày 1 tháng 11, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường Nhân Chính xác nhận thông tin trên và cho biết sự việc xảy ra vào khoảng 18 giờ cùng ngày tại đoạn đường Giáp Nhất, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Qua báo cáo của công an phường, thời điểm xảy ra sự việc, cô gái trẻ quê Thái Nguyên đi xe máy với tốc độ cao nhưng không cài quai mũ bảo hiểm. Khi cô gái phanh xe gấp thì bị ngã ra đường rồi tử vong tại chỗ, vị lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường Nhân Chính nói. Cũng theo vị lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường Nhân Chính, sau khi xảy ra sự việc, công an phường đã cử cán bộ tới hiện trường để làm rõ sự việc. Qua xác định ban đầu, nạn nhân quê ở Thái Nguyên, hiện đang thuê trọ ở đường Vũ Trọng Phụng, quận Thanh Xuân. Vụ việc hiện đang được tiếp tục làm rõ. Tuổi thơ của những đứa trẻ khác là lời ru êm tai của mẹ, nhưng cậu bé này lại dành cả tuổi thơ để ngăn mẹ hát, thậm chí còn dùng hết nước mắt để xin mẹ đừng hát nữa. Vì mẹ đã hát không hay mà còn hát karaoke thì khác gì tra tấn người khác. Theo đó, trong đoạn clip là hình ảnh một bé trai với khuôn mặt 3 phần uất ức, 7 phần chán nản, vừa đi vừa phẫn nộ, gào thét, chê bai trong vô vọng. Cụ thể, người mẹ của bé trai mặc dù hát không hay nhưng được cái hay hát. Hễ lúc nào rảnh rỗi lại đem chiếc loa kẹo kéo thần thánh ra trước hiên nhà, rồi ngồi ca cho thỏa niềm đam mê. Thế nhưng đối lập với trạng thái được sống hết mình với đam mê của người mẹ, thì bé trai lại vô cùng chán nản khi liên tục bị tra tấn bởi giọng hát thảm họa của mẹ mình.
Vì quá sức chịu đựng, cậu bé bất ngờ gào khóc nức nở, rồi nói câu mà ai cũng không ngờ được. Phản ứng như kiểu, mẹ mà còn hát là con xỉu cái đùng cho mẹ xem, của con trai khiến người mẹ bối rối, hơi quê nhưng với cương vị của một người làm chủ trong nhà. Đồng thời là người đồng sáng lập, cũng như đẻ ra con trai, thì người mẹ không cho phép mình thua cuộc. Thế nên con cứ khóc, mẹ thì cứ hát thôi, miễn mẹ thấy mình hát hay là được. Đoạn video ngay sau khi đăng tải đã làm dân mạng cười như điên bởi câu nói ấy như nhát dao chí mạng cứa vào tim của người mẹ. Bên dưới là một số bình luận. Sao con nỡ nói dĩ với mẹ hả con? Riết rồi không biết đang nuôi con hay là nuôi địch trong nhà luôn á chứ. Vài ngày gần đây, cư dân mạng chia sẻ rầm rộ đoạn clip nam diễn viên thuộc nhà hát nghệ thuật đương đại Việt Nam bị một người phụ nữ đánh ghen, chính thức bày tỏ thất vọng vì đuổi vợ cho bồ bỏ trốn. Nhân vật chính được nhiều người quan tâm hai ngày gần đây là Thùy Dung, có profile không phải dạng vừa đâu. Dung hiện đang làm content creator, đồng sáng lập một kênh media và là chủ một tiệm kinh doanh váy cưới. Xinh đẹp, giỏi giang, gái có công nhưng chồng vẫn phụ. Dung bàng hoàng, chuyện ngày hôm nay xảy ra là điều mà chính mình còn không bao giờ nghĩ đến. Nhưng khi ngẫm lại, thực ra khi yêu đã có rất nhiều người từng nói về anh ấy lăng nhăng, nhưng mà yêu mà, mình tin anh ấy, không nghe người ngoài nói. Mình gặp gỡ tìm hiểu anh ấy từ hồi năm 2 đại học, 2014 chúng mình chính thức yêu nhau. Anh ấy có thể nói là một mối tình đầu và duy nhất của mình ở thời điểm hiện tại. Mình nghĩ đáp án cho sự ngoại tình dù vẫn nói yêu vợ là lòng người khó đoán. Có luồng ý kiến cho rằng có thể cô vợ bình thường lấn lướt chồng nên cái tát trong clip ấy khiến anh ta đứng im. Thế nhưng Dung giải thích trong 10 năm chưa bao giờ mình to tiếng cãi cọ với anh ấy, thế nên mình đứng trước mặt anh ấy, vào giây phút quyết định mình không kiềm chế được mà phải tát anh ấy. Tát vì thất vọng, người mình từng yêu thương, tin tưởng, nay đứng đây vô cùng hèn hạ, không dám nói gì, chỉ dám xua đuổi vợ để cho bồ trốn. Dung thừa nhận, chuyện xảy ra ngày hôm nay do cả hai đang có khoảng cách, mất kết nối, những mục tiêu ban đầu lệch nhau. Với mình gia đình là quan trọng nhất, nhưng với anh, tiền bạc và sự nghiệp mới đáng quan trọng. Việc anh ấy ngoại tình với cô gái kia, tự do không ràng buộc, cùng nghề, thì chắc chắn anh ấy quên đi cuộc sống hiện tại, bản thân anh ấy là ai, nên làm gì và trách nhiệm là gì. Chồng mình là tuýp người thích tự do, thích bay nhảy, không thích ràng buộc và có phần không bản lĩnh. Dung bày tỏ suy nghĩ. Biển số đấu giá 51K8 tứ quý 9 chính thức lên xe Lamborghini. Kể từ khi hình thức đấu giá biển số có hiệu lực, đã có khá nhiều biển số đẹp nhanh chóng về tay chủ sở hữu, nhưng cũng có những người lợi dụng việc này để đánh bóng bản thân bằng việc ra giá cao nhưng lại lật kèo phút chót. Trong đó có một biển số được cho là siêu đẹp gần như về mọi mặt là 51K8 tứ quý 9 đã tìm được chủ nhân của mình. Theo các thông tin công bố thì biển số 51K8 tứ quý 9 được trao cho chủ nhân với mức đấu giá lên tới 2,74 tỷ đồng. Mức trả giá này đủ để mua một chiếc sedan hạng sang cỡ trung hay đủ để lăn bánh một chiếc Honda Civic Type R đình đám. Dựa trên quan niệm dân gian, dãy số 8 tứ quý 9 được xem là một trong những dãy số thuộc dạng cực khủng nếu xếp hạng chỉ có thể đứng sau dãy ngũ quý 9. Với mức giá khủng trên, không ít người dự đoán biển số khung trên sẽ được gắn trên những mẫu xe thuộc phân khúc dành cho các chủ tịch như Lexus LX600, Bentley. Nhưng bất ngờ thay khi cộng đồng mạng bắt gặp biển số khủng này được gắn trên mẫu siêu xe Lamborghini Huracan Technica vừa ra mắt cách đây không lâu, có giá tiêu chuẩn không dưới 19 tỷ đồng. Vì thế mà cặp đôi này có thể xem là trai tài gái sắc bởi sự tương đồng về đẳng cấp cũng như địa vị. Nhất là trong thời điểm hiện tại, số lượng Lamborghini Huracan Technica tại Việt Nam khá ít và chưa có chiếc xe nào nhập khẩu tư nhân, thế nên khả năng rất cao chiếc Huracan kia là chiếc xe đầu tiên ra biển số tại Việt Nam. Bình Định, bắt giam bị can chuyên dùng ảnh nhạy cảm để tống tiền các cô gái. Ngày 1 tháng 11, Công an thành phố Quy Nhơn cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt giam Bùi Ali Anh Nam, 22 tuổi, ở Đồng Nai để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản liên quan vụ dùng ảnh nhạy cảm tống tiền các cô gái. Theo kết quả điều tra ban đầu, do cần tiền tiêu xài, Nam đã lập tài khoản Facebook để tìm các cô gái cần vay tiền. Ngoài ra, Nam còn dùng tài khoản Zalo để nhắn tin, yêu cầu những cô gái cần vay tiền gửi ảnh, video khỏa thân để làm hồ sơ vay. Sau đó, Nam lấy lý do không làm hồ sơ vay được, buộc các cô gái phải chuyển tiền để xóa hình ảnh, video nhạy cảm. Nam đe dọa, nếu không chuyển tiền, Nam sẽ phát tán ảnh nhạy cảm, video khỏa thân của các cô gái lên các trang mạng xã hội hoặc gửi cho bạn bè, người thân.
Khoảng 12 giờ 30 ngày 22 tháng 9, chị Hồng Ngọc ở huyện Tuy Phước, Bình Định nhắn tin đến tài khoản Facebook của Nam để hỏi vay 10 triệu đồng. Sau đó, Nam sử dụng Zalo để kết bạn với chị Ngọc và yêu cầu chị phải gửi ảnh và video khỏa thân để làm hồ sơ cho vay tiền. Chị đồng ý gửi cho Nam 5 ảnh và một video khỏa thân của mình. Nam nói, hồ sơ thiếu căn cước công dân nên không làm được. Nếu muốn hoàn tất thủ tục vay tiền thì phải gặp trực tiếp hoặc gọi video qua ứng dụng Zalo để Nam quay video khỏa thân. Tuy nhiên, chị Ngọc không đồng ý và nói không vay tiền nữa. Lúc này, Nam nhắn tin bảo chị phải trả phí 2,86 triệu đồng. Nếu không, Nam sẽ gửi các hình ảnh video khỏa thân của chị lên các trang mạng và cho người thân. Vì chị chưa chuyển tiền, Nam đã gửi hình ảnh video đến tài khoản của người thân và chồng sắp cưới của chị này. Sau đó, chị đồng ý hẹn Nam đến một khách sạn ở đường Nguyễn Huệ, thành phố Quy Nhơn để trả tiền phí và thực hiện quay video như yêu cầu của Nam để Nam không tung ảnh nóng. Khi Nam đến khách sạn để gặp chị Ngọc, thì bị công an thành phố Quy Nhơn bắt giữ. Quá trình điều tra, Nam đã khai nhận còn lưu giữ các hình ảnh khỏa thân của nhiều phụ nữ khác để chiếm đoạt tiền. Bị giật điện thoại trên đường, nam thanh niên liền giật luôn xe máy của kẻ cướp. Tình huống hy hữu này không biết nên gọi là ăn miếng trả miếng hay cho gì nhận nấy. Chuyện bắt đầu khi anh Mark Russell Zapata đang đi bộ trên phố ở thủ đô Manila, Philippines. Bất ngờ, có một kẻ phóng xe máy đi qua và giật điện thoại của Mark. Không chấp nhận hoàn cảnh, Mark lao theo túm lấy tên cướp, dẫn đến đôi bên giằng co đánh nhau. Tên cướp đúng là đã chọn nhầm nạn nhân, vì hóa ra hắn không thể đánh lại anh Mark. Hắn còn dại dột vì không chịu trả điện thoại cho xong. Cuối cùng, dù không lấy lại được điện thoại của mình, có giá khoảng 10.000 peso, gần 4,5 triệu đồng, nhưng anh Mark lại giằng được chìa khóa xe máy của tên cướp. Thế là tên cướp bỏ chạy bằng chân, còn anh Mark giật xe máy của hắn và đi đến đồn cảnh sát gần nhất. Dựa trên biển số xe, cảnh sát đã tìm ra chủ sở hữu là một người ở thành phố Bacoa, tỉnh Cavite, Philippines. Nhưng hóa ra đây là xe mà tên cướp kia đi mượn của chủ xe, còn tên cướp hiện đang lẩn trốn. Đây là một vụ việc cực kỳ khác thường, cứ tưởng chỉ xảy ra trên TikTok, cảnh sát nói khi xác nhận sự việc. Còn cư dân mạng ở Philippines thì hết lời khen ngợi anh Mark về sự can đảm của anh, đồng thời chế giễu rằng tên cướp đúng là nhận quả báo tức thì. Cũng có người hài hước nói rằng đây giống như việc trao đổi quà Giáng sinh sớm vậy. Bài đăng của cảnh sát về sự việc này đã được xem hơn 5,5 triệu lượt và nhận hơn 66.000 lượt thích. Còn bây giờ, ai cũng hy vọng cảnh sát sẽ sớm tìm được thủ phạm, bất chấp việc hắn rõ ràng đã thiệt thòi rồi. Bộ Thông tin và Truyền thông mạnh tay ngăn chặn cuộc gọi lừa đảo. Theo ghi nhận từ Bộ Thông tin và Truyền thông, trong 6 tháng đầu năm 2023, tổng đài 5656156 đã tiếp nhận hơn 570.000 lượt phản ánh từ người dân. Trong đó có hơn 104.000 phản ánh về cuộc gọi tin nhắn có dấu hiệu lừa đảo. Trong suốt một khoảng thời gian dài, nhiều người dân đã bày tỏ bức xúc khi thường xuyên nhận được tin nhắn, cuộc gọi rác không mong muốn với nội dung vay tiền, giới thiệu sản phẩm, thậm chí còn liên quan đến mại dâm. Theo các chuyên gia tại Trung tâm Giám sát An toàn Không gian mạng quốc gia NCSC, kẻ gian có thể sử dụng nhiều kịch bản khác nhau để thực hiện hành vi lừa đảo. Trên cơ sở phản ánh này, những đơn vị của Bộ Thông tin và Truyền thông gồm Cục Viễn thông, Cục An toàn Thông tin và các doanh nghiệp viễn thông đã tổ chức sàng lọc xác thực chuyển hơn 30.000 phản ánh về cuộc gọi có dấu hiệu lừa đảo đến các đơn vị của Bộ Công an để phối hợp điều tra xử lý. Bộ Thông tin và Truyền thông đã chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông triển khai kết nối, xác thực cơ sở dữ liệu thông tin thuê bao với cơ sở dữ liệu quốc gia về cư dân nhằm chuẩn hóa thông tin thuê bao. Bộ cũng yêu cầu các doanh nghiệp chủ động rà soát, nâng cao năng lực hệ thống chặn lọc tin nhắn, cuộc gọi rác. Các số điện thoại gọi đến người dân mà xưng danh là đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông gồm Văn phòng Bộ, Cục Báo chí, Cục Viễn thông, Cục An toàn Thông tin, Cục Tần số vô tuyến điện, xưng là doanh nghiệp viễn thông Vinaphone, Viettel, FPT, nhưng không hiển thị tên định danh kèm theo đều là các số điện thoại giả mạo có dấu hiệu lừa đảo. Israel ngày 1 tháng 11 cho biết quân đội nước này đã tiến đến cửa ngõ của thành phố Gaza nằm ở phía bắc dải Gaza. Chuẩn tướng Isis Cohen, chỉ huy sư đoàn 162 của quân đội Israel ngày 1 tháng 11 tuyên bố lực lượng Israel đang tiến sâu vào dải Gaza. Hãng AP dẫn lời của tướng Cohen cho biết, chúng tôi đang ở cửa ngõ thành phố Gaza. Theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh của Mỹ, các lực lượng Israel dường như đang tiến quân trên 3 tuyến đường chính. Một hướng đến từ phía đông bắc của Gaza, một hướng từ phía nam của thành phố Gaza nhằm đến đường cao tốc chính bắc nam.
hướng thứ ba từ góc Tây Bắc dải Gaza, đã di chuyển khoảng 5 km xuống bờ biển Địa Trung Hải và đến vùng ngoại ô của trại tị nạn Sati và Jabalia ở rìa thành phố Gaza. Cùng ngày 1 tháng 11, quân đội Israel nói rằng họ đã điều máy bay không kích trại tị nạn Jabalia ở dải Gaza trong ngày thứ hai liên tiếp. Hình ảnh trên đài Al Jazeera cho thấy những người bị thương, trong đó có trẻ em, được đưa đến bệnh viện. Israel cho biết thêm đã hạ thêm một chỉ huy Hamas trong cuộc tấn công thứ hai vào trại tị nạn lớn nhất Gaza này trong hai ngày liên tiếp. Cụ thể, lực lượng phòng vệ Israel tuyên bố tiêm kích đã tấn công một sở chỉ huy của phong trào Hồi giáo Hamas đặt trong trại Jabalia dựa trên thông tin tình báo chính xác và tiêu diệt người đứng đầu đơn vị tên lửa chống tăng của Hamas, ông Mahmoud Osa. Trước đó, ngày 31 tháng 10, IDF cũng đã tấn công trại Jabalia, tuyên bố diệt một chỉ huy Hamas khác. Hamas cho biết hai cuộc tấn công trại tị nạn Jabalia đã cướp đi mạng sống của ít nhất 195 người Palestine, 120 người mất tích dưới đống đổ nát và 777 người bị thương. Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!